Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. À, thì hôm nay mình sẽ đến với trò Tom Clancy Rainbow Six Siege nhé. Mình thì mình mua cũng từ tuần trước rồi, nhưng mà bây giờ mới về nhà được á, mới làm clip được. Cái mình mua được hôm thứ hai á, thứ hai tuần trước là cái bữa sale cuối cùng của nó, mình mua cái bản Advanced luôn. Để mình vô đây nghe nói ăn hành dữ lắm, để cho mình vô thử coi sao. Thì mình cũng chưa vô multi mình chơi thử coi nó thế nào đâu. Mình thì đang chơi với cái nhiệm vụ của nó để cho làm quen với game mà. Rồi thì bây giờ thì ok, mình vô mình làm mấy cái nhiệm vụ nhé. Situation, tình huống nè. Cái nhiệm vụ này là mình chưa qua được nè. Nhiệm vụ khó mà nó khó kinh khủng khủng luôn. Dù rằng mình đã biết chỗ check rồi, nhưng mà nhiều lúc cái đoạn cuối á đi vẫn không được. Ok thì mình vô mình chơi luôn nhé. The hostage is being held at a remote location overrun by Cái đoạn này nó tổng hostiles. hợp hết những cái tình huống ở trên kia May luôn. have been equipped Có cả with bomb thằng vests. cảm tử nè. Rồi có thêm cả mấy cái They are bom planting mìn này đồ này clusters nọ of nữa. nitro cells Nhiều lắm. in choke points throughout the chalet. Mình là Fabric's sát. EMP grenades can disable electronic Mình chỉ được hỗ detonators, trợ thêm cái preventing the chain reaction EMP of này thôi. high explosives. Đó, để cho nó làm một phát là nổ hết mấy cái bom luôn. Hostage found. Move to their location and secure Trò the này đồ họa hostage. đẹp mà. Ubisoft làm. Ôi, giờ mình phải check nè. Trò này nó hack code lắm. Mình chỉ mới chơi với bot thôi. Bây giờ thì mình đã biết chơi trước cái này rồi, nhưng mà mình chưa thắng được nó. Giờ quẳng EMP ở đây nè. Cho nó nổ hết mấy cái này đi. Chưa nổ hết à. Thôi hết rồi đó. Ở bên đây là sẽ có một thằng. Nào ta. Có thằng. Đó, cái thằng nghe tiếng TEE là có cái thằng nó. Cái thằng cảm tử á. Còn nhớ có một thằng trong đây mà ta. Này này đúng rồi đúng rồi. Nó còn trong nó núp. Đó nó cái súng đó kìa. Chưa gì mất máu rồi. Trong đây không có chỗ hồi máu nha, cho nên phải hơi khó một tí. Vậy là thằng này núp ở đây, thằng cảm tử chết rồi nè. Còn thằng bên đây nữa. Hai thằng thì phải. Lòi đầu ra nè. Đó, 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 đó. Nó thấy mình nhanh lắm kìa. Thôi chưa ta. Gặp cái G3 3 của mình đó, nó ít đạn nữa. Mạnh mạnh chứ ít đạn lắm. Có thằng ở trước mặt nữa. Có khi nó phải chuyển trong đó. Đó đó đó, súng nữa bắn người thầy ra trường cái á. Còn bên đây nè. Dưới hết vậy ta. Có tiếng chân. Ở đây thường là hết rồi. Ê! Hết hồn, mình quên. Cái này là mình quên, con thằng đó. Phải thấy trong đó một trái. Đấy, nổ hết bơm. Đây nữa. Chưa hết nữa. Còn trái đâu dưới nữa kìa, nó nổ. Không dính vậy đâu. Phải check từng khu luôn cả, từng cái chỗ nhỏ nhất. Thôi đây. Cái này là còn hơi dễ đó. Ở đây. Ui. Rồi trong đây nè. Để mình đập hết mấy này cái. Chỉ để chút nó đi nó chậm chậm á.
Ok, giờ là mình chỉ súng vô là con thằng ở trống luôn á. Đó đó đó, còn nữa chứ hết, chưa hết đâu. Đó đó đó, thấy mà, biết. Còn nữa, một đứa bên đây, một đứa góc nữa. Hết rồi. Dễ thôi, chút nữa đi, nó công vô đông lắm. Lúc mình dẫn con tin ra, đông lắm. Ok, thôi đưa mày đi. Chạy nhanh luôn nè. Nó bắn nè. Đó đó, nó biết rồi. Chạy tới đây. Nó vào đó. Rồi, nó ra đường này nè. Tự gì ơi, có một thằng cảm tử sẽ chạy lên. Nó không lên nữa ta. Để yên, tao đi tao lia nó một cái. Cái gì ta? Chẳng lấy hết. Mình nhớ có một thằng cảm tử mà. Không phải thằng này đâu. Rồi mình ly sạch ở ngoài cho cái rồi mình mới dẫn con tin xuống. Thôi dẫn nó đi xuống đây trước đi. Đi. We're moving out. Hostage secured. Extract the hostage. Hơn không? Ở đó mình nghe tiếng e đó. Nó đi lên chắc luôn á. Tử. Tao không biết nó ở đâu đi nè. Thằng cảm tử nó nguy hiểm, chạy lại gần mình nổ cái chết à. Nghe tiếng chân. Không phải tiếng mình đâu. Đó 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 đó. Đó thằng cảm tử nè. Rồi nó chết đây. Hostage secured. Move to the extraction point. Nó canh mình. Hostage free. Secure the hostage. Nó đi nhiều hướng quá. Nữa nè, nữa nè. Đông lắm. Nó muốn chết kìa. Tới khúc này mình không muốn chết đâu.
Con hả? Hay nó bên ngoài kia ta? Phải là cái máy bay trên kia. Tụi nó khốn nạn lắm. Nó tự đứng ngay máy bay á. Nó gần mình lắm rồi. Đấy, đấy, mình nghe cái tiếng nói của nó. Mười móng chỉ còn dính hai viên là mình chết. Thắng. Ôi mẹ, khó khăn à. Giờ mình đi cẩn thận mới thắng được á. Disable one bomb là gì ta? Gỡ trái bom tụi nó hả? Reach. Tình huống tiếp theo hết rồi. Ok, thế là mình đã xong cái phần trải nghiệm vô cái chính rồi đó. Yeah. Trong đây cái hệ thống nó cũng cửa hàng và đồ cũng có skin đồ các thứ nữa. Để mình kết nối mình coi thử nó sao. Highlight. Mình có tiền kia không biết để làm gì. Weapon skin. Phải mua, phải cực. Weapon skin. Ui. Vũ khí universal. Ui, mắc ghê. FMB9 nè. FMG9 gì đó, mình nhớ cây. Mình hay gọi chứ cây này là cây MacBoon. Bên Warface á. Nó là một khẩu súng nâng cấp từ Glock lên. Nó kéo như cái hành lý vậy. Màu đẹp vậy nè. Súng độc CZ-75. Ghê. Weapon tiếp để mình coi. Cũng khá được. Mình đủ tiền mua mà mình không nghĩ là mình không nên mua đâu. Mình đã có 50 nè. Sao chắc. Desktop wallpaper, cái đó là lấy free đúng rồi. Đẹp không biết cái achievement, cái nó cho mình ở cái Uplay nè.
Ok, thì clip của mình cũng trải nghiệm tới đây đó, chủ yếu là để coi coi Tom Clancy cái nó như thế nào thôi. Thì sắp tới thì nếu như có thể mình sẽ làm thêm một cái clip mà để đi multiplayer nữa. Tại vì về nhà mình cũng chưa có rảnh lắm nữa nên mình mới có vào mấy cái situation gì đó này nè, mình vô mình chơi mình tham khảo thôi à. Chứ đợt nó cũng có một đợt nó cho chơi free nữa, mình cũng tải về mình chơi thử. Cũng đã chơi hết một mớ rồi, giờ mình mới làm mình không hoàn thành hết luôn á. Ok, clip mình tới đây đó. Thì cảm ơn bạn đã xem clip trải nghiệm của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Bye bye.